Bé hai, coi hôm nay mua cái khoai nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp chưa? Khoai này là khoai lang tím, khoai lang Nhật ngon lắm. Ôi thế hả chị? Vậy một chút xíu cho em thử nhá. Mà chị Trúc ơi, cho em hỏi này, em nghe nói Diêu Tờ khoái ăn sang lắm phải không chị? Hả? Khoái ăn sang hả? Ừ, đang luộc nè. Không, ý em á là em nghĩ là Diêu Tờ khoái ăn sang, biết nhiều nhà hàng sang đấy. Chiều nay em có hẹn với Giai, chị biết cái nhà hàng nào ngon ngon xịn xịn chị giới thiệu cho em với. Wow. Em nghe đồn đâu mà nói Diêu Tờ khoái ăn sang mà biết nhiều nhà hàng sang vậy em? Em nghe nhiều người nói lắm chị ạ. À, cho nên hôm nay qua nhà sẵn hỏi chị đây. Rồi hiểu luôn. Đây chị Hai ơi, khoái ăn sang là sáng ăn khoai, ăn khoai từ sáng cho tới chiều. Hôm nay tôi làm nguyên cái combo luôn nè chị Hai ơi, là chị Hai đó, khoai chiên, khoai hấp, chè khoai, khoai luộc, tất cả đều là khoai. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai.